từ một cô đi va đánh đá chỉ biết nghĩ đến bản thân không xem trọng những người xung quanh lại hay gắt gỏng khó chịu khiến ai cũng chán ghét chỉ sau một đêm được ba linh hồn ghé thăm đưa cô gái quay trở lại quá khứ về hiện tại và tiến đến tương lai thái độ cử chỉ hành động của nữ danh ca thay đổi chóng mặt biết yêu thương quan tâm mọi người xung quanh hơn trước để hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện hãy cùng mình theo dõi bộ phim nhé Barbie vào vai một cô tiểu thư xinh đẹp đang đi khắp nơi tìm em gái và cô nhận thấy Kelly đang ngồi ủ rũ trốn một góc trong phòng chỉ vì cô bé không muốn cùng mọi người đi dự dạ tiệc giáng sinh mà chỉ muốn được ở nhà làm những việc yêu thích như ăn bánh mở quà Bobby nhắc Kelly đó không hẳn chỉ là một buổi vũ hội mà còn là nơi họ quyên góp ủng hộ từ thiện. Kelly vẫn không thích Giáng sinh như vậy một tí nào và khăng khăng muốn ở nhà. Bobby cạn lời chỉ im lặng đến kệ sách. Cô lấy trên đó một quả cầu tuyết yêu thích nhất của mình mà cô luôn cẩn thận không để ai chạm vào mang đến đưa cho Kelly. Đồng thời Bobby cũng muốn kể cho Kelly nghe câu chuyện về quả cầu tuyết. Có một cô gái từng không thích Giáng sinh hệt như Kelly vậy và sau đó cô ấy đã nhận ra giá trị của Giáng sinh. Eden Starling, một nữ ca sĩ đầy tham vọng sống ở London thời Victoria. Các ca khúc của cô rất được khán giả yêu thích sự nổi tiếng đó còn giúp cô làm chủ sở hữu riêng cho mình một nhà hát lớn tuy nhiên eden luôn tự cho mình là trung tâm chỉ yêu mỗi mình bản thân không quan tâm tới người khác cô kiêu ngạo đặt ra châm ngôn cho mình trong thế giới ích kỷ người ích kỷ sẽ thành công lúc nào cũng phải hát opera về giáng sinh thế nhưng eden lại không thích ngày lễ này giống hệt với kelly sau khi trình diễn eden vào cánh gà không nhìn thấy trà và bánh quy như mọi khi được mang đến khiến cô tức giận catherine chính là người phục vụ cho eden cũng là người bạn thổi nhỏ thân nhất của cô do đang bận rộn làm trang phục nên không mang bánh và trà đến được. Các nhân viên khác của Eden là nhà ảo thuật gia Freddy, cặp vũ công song sinh An và Nan cùng người biểu diễn sức Maurice cũng là những người bạn thân thời thơ ấu của Eden. Họ đang tập dượt cho buổi biểu diễn tiếp theo nhưng không quên mang không khí Giáng sinh đến phòng làm việc. Freddy cũng có tình cảm đặc biệt với Catherine, chợt Eden cùng con mèo hậm hĩnh chu quýt đến khiến mọi người sợ hãi. Eden đến tìm Catherine phàn nàn về cái bánh và thắc mắc lý do cô không mang đến cho mình như mọi ngày nữa. Thật lòng mà nói Catherine làm như vậy chỉ vì nể Eden là bạn catherine vẫn luôn đối tốt ngay cả khi eden khó chịu với cô còn eden không nhận ra điều đó cô luôn xem họ là người làm của mình sở dĩ một phần tính cách cay nghiệt đó cũng là do cô được nuôi dưỡng bởi người gì khó tính luôn gieo vào đầu eden tư tưởng của người ích kỷ nhỏ mọn chứng kiến mọi người đang bày trí căn phòng háo hức đón chờ giáng sinh eden ra lệnh cho tất cả phải ở lại làm việc trong đêm giáng sinh chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới của cô đe dọa nếu bất cứ ai dám nhắc về giáng sinh hoặc lén về nhà ăn mừng đều bị cô sa thải hết mọi người rất thất vọng khi nghe tin này freddy nhờ vào catherine đến nói chuyện với eden vì hai người từng rất thân nhau đối mặt với bạn mình catherine cố thuyết phục eden từ khi nổi tiếng cho đến nay tính cách của eden cũng đã thay đổi rất nhiều hơn thế nữa cô cũng không xem trọng catherine như trước thậm chí còn sẵn sàng sa thải vị trí nhà thiết kế của cô nếu catherine dám làm trái ý mình vì tính cách không chịu lắng nghe ai của eden mà tình cảm của đôi bạn thân sớm đi vào ngỏ cụt catherine vô cùng buồn bã khi thấy eden thay đổi nhiều tới như vậy cô khuyên eden một vài lời sau cuối rồi thất vọng cùng mọi người rời đi eden cũng chẳng bận tâm lắm vì bây giờ tiền tài danh vọng gì cô cũng có cả chẳng cần đến bạn bè làm chi cho mệt. Babi cũng tiết lộ với Kelly trước kia Eden không phải là người ích kỷ hay thô lỗ mà cô ấy luôn thân thiện với mọi người. Vì thế cô ta không hẳn là người xấu tính. Tối đó Eden đang chìm vào giấc ngủ say, cô bị đánh thức bởi tiếng động từ một hồn ma gây ra. Đó là linh hồn của dì Mary, người dì qua cố của Eden. Sau khi mất đã bị xiềng xích trói buộc với những chiếc gương vì sự cay nghiệt tàn ác của bà trong cách nuôi dạy Eden và cách bà đối xử với mọi người. Bà rất hối hận về những việc làm ích kỷ khi mình còn sống, nhận thấy Eden cũng đang bước chân vào con đường sai trái như mình trước đây. Dì Mary đã thực hiện chuyến viếng thăm cuối cùng đến tìm cô cháu gái, đồng thời bà cũng nhờ ba linh hồn đến giúp Eden thay đổi cách suy nghĩ của cô, chứng minh thế giới này không ích kỷ như dì Mary nói. Eden không tin đó là người gì độc đoán của mình, cô đơn thuần chỉ nghĩ là người nào đó giả làm hồn ma hù dọa mình. Liên liên minh với con mèo trùng chân bắt linh hồn lại, sau đó cô nhận ra đó là một hồn ma thật sự, mặc cho những điều lạ đang đến với mình. Eden vẫn chọn cách đi ngủ cho quên chuyện, đồng hồ điểm 12 giờ, cũng là lúc linh hồn thứ nhất được gửi đến, cô bị đánh thức bởi linh hồn giáng sinh quá khứ, một cô gái vui vẻ, yêu đời nhất trong ba linh hồn cô ấy rất ngưỡng mộ với tài năng xuất chúng của một ca sĩ như eden linh hồn giáng sinh quá khứ cũng rất thích chơi đùa với chu jewit eden hốt hoảng nghĩ hẳn là cô đang gặp ác mộng linh hồn quá khứ chợt nhớ ra công việc chính của mình đến đây để giúp eden cô ấy phải phải đũa phép mở cánh cổng thời gian kéo eden đi cùng mình về quá khứ của cô lúc còn là một thiếu niên chu jewit cố ngăn eden vào cổng linh hồn lại nghĩ chú mèo muốn đi cùng nên đã hóa phép kéo chú mèo theo cả hai qua cánh cổng trên đường xuyên không linh hồn không khỏi xúc động nhận mình chính là fan hâm mộ lớn của eden sau một lúc cả ba đã ra khỏi cánh cửa thời gian đến nhà dì mary đó là một căn nhà gỗ cũ nát tuy đang là thời điểm giáng sinh nhưng không trang trí cây thông hay gì cả linh hồn giáng sinh quá khứ sau đó nhận ra gia đình eden từng rất nghèo một lèo ngắm nghía thức ăn lao đến chộp lấy mà chu gieo lại có thể xuyên qua đó cô gái nhắc nhở con mèo hiện tại họ đang ở hình dạng linh hồn không ai có thể thấy được họ cả eden thử thức tỉnh bản thân trong quá khứ đang ngồi chán nản thì bà gì hống hách đến cô phải sống chung với người gì khó tính luôn bảo eden muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng thì phải cố gắng nhiều hơn nữa bà luôn ép buộc eden ở nhà tập hát và chơi piano không cho cô có cơ hội nghỉ ngơi vào dịp giáng sinh cũng chính bà là người đã gieo cho Eden hệ tư tưởng trong thế giới ích kỷ, kẻ ích kỷ sẽ thành công. Eden sợ hãi không dám ho hé nửa lời, đành nghe theo lời gì Mary nói. ở nhà tập hát và chơi đàn, tài năng của cô cũng sớm bộc lộ khi Eden sở hữu cho mình giọng hát thiên thần làm say đắm lòng người. mỗi lần chơi đàn du ngủ gì Mary, Eden lúc trẻ bí mật lẻn ra ngoài đến nhà người bạn thân ăn mừng Giáng sinh. linh hồn cùng Eden trưởng thành đi xuyên qua tường đuổi theo cô gái trẻ. Eden cưỡi trên chiếc xe trượt tuyết của mình rời khỏi nhà trong tâm trạng hào hức. linh hồn và Eden bay theo cũng không khỏi vui mừng eden đến nhà catherine họ ôm nhau thắm thiết sau đó cô bắt đầu nhập tiệc cùng gia đình catherine gia đình của catherine rất giàu có đầy áp bánh đồ trang trí và quả khiến eden chóng ngộp tuy nhiên không vì sự giàu có đó mà họ đối xử tệ với mọi người ngược lại họ vô cùng niềm nở hiếu khách chào đón eden mặc dù linh hồn quá khứ nói không ai có thể nhìn thấy họ nhưng con chó lại thấy và đuổi bắt chu zewit thấy chó con bị chủ nhân la mắng sủa lên vô cớ mồn lèo nhảy xuống chọc gạo chú chó catherine mang món quà đến tặng eden đó là một chiếc quả cầu tuyết tuyệt đẹp với dây cót chỉ cần eden xoay nó liền phát ra bài hát mà cô hát hay nhất eden buồn vì mình không có quà nào dành cho catherine cô bé chỉ cười đáp eden chính là món quà dành cho gia đình mình điều đó khiến eden trưởng thành chuột dạ suy ngẫm về catherine đã từng tốt với mình ra sao sau đó hai cô bé cùng thay cho mình trang phục trang trọng xong ca hát bài chúc mừng giáng sinh trong niềm vui của tất cả mọi người eden trưởng thành cũng thấy được bản thân khi còn trẻ đã từng rất được mọi người yêu thương ra sao dù vậy với chấp niệm quá lớn cô vẫn không nhận những việc mình làm là sai đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm Eden trưởng thành vội nhắc linh hồn quá khứ mau rời khỏi đây, dì Mary đã phát hiện Eden bỏ trốn và đuổi đến đây la mắng cô bé. Hành vi kiêu ngạo thái độ ích kỷ của cô cũng hình thành sau sự kiện này, linh hồn quá khứ đưa Eden quay lại phòng ngủ, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để cho người khác thấy được quá khứ đau thương của cô trước đây. Trong cơn thịnh nộ Eden còn đuổi linh hồn đi và đeo bịch mắt quay trở lại giấc ngủ, một tiếng đồng hồ trôi qua, một đống nhạc cụ bay đến kêu inh ỏi đánh thức Eden dậy, linh hồn giáng sinh hiện tại đến thăm Eden trong nỗ lực thay đổi con người cô. Bà ấy là một người thẳng thắng, thích đùa cợt người khác chứ không hề dễ thương như linh hồn quá khứ chút nào linh hồn hiện tại muốn cho eden thấy những khía cạnh khác trong cuộc sống mà cô không bao giờ biết được bà hóa phép tạo ra cánh cổng màu xanh lá đưa eden qua bên đó nơi eden đến lại là phía sau nhà hát nơi các nhân viên của cô đang ở lại làm việc trước mặt cô họ là những người luôn cung phụ bái phục sẵn sàng quỳ dưới chân cô nghe theo sự sai khiến còn sau lưng lại buôn lời xúc phạm chế giễu eden mọi người không ngừng ném cà chua vào bức ảnh của cô eden tức giận tuyên bố tất cả bị sa thải nhưng không ai thấy được cô cả ngay cả linh hồn hiện tại cũng không ngừng bật cười nói những câu tàn nhẫn chế giễu Eden, cho đùa tiêu khiển của mọi người đã bị Catherine thấy. Cô đi đến nhận lấy quả cà chua với khuôn mặt tức giận, Eden hả hê cứ nghĩ cô bạn đến bênh vực cho mình, nào ngờ cô ấy cũng trọi vào bức tranh của cô như những người khác. Eden nổi điên nhận ra bọn chúng chính là một đội, ngay cả người bạn thân nhất cũng theo phe người khác chống lại cô. Quá tức giận Eden yêu cầu linh hồn hiện tại đưa mình trở về ngay lập tức để cô đến sa thải hết bọn chúng, linh hồn liền đưa Eden qua cánh cửa. Không phải đường trở về phòng mà nó dẫn đến một nơi khác, ở đây Eden thấy Catherine cùng một người khác đã lẻn ra ngoài, cô gái bên cạnh gọi Eden là quái vật. Dù đồng tình nhưng Catherine vẫn có một chút gì đó bênh vực cho Eden. Cô cũng nhắc về việc nhờ Eden mà mình có thêm trang phục cho buổi biểu diễn. Eden nghe thấy liền tức giận nghĩ Catherine dám may đồ cho nhà hát khác sau lưng mình. Cô nổi giận đùng đùng đi theo mắng chửi Catherine. Sau đó bình tĩnh trở lại dần dần mở lòng với việc làm tốt của bản thân. Hóa ra cô ấy để dành ít vải vụn may đồ tặng cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. Ngoài giờ làm việc Catherine đã bí mật cưu mang thường lui tới chăm sóc cho những đứa trẻ đáng thương ở đây. Ngoài Catherine, bọn trẻ cũng rất mong chờ Eden đến nhưng catherine nói cô ấy rất bận không thể đến thăm bọn trẻ được khiến chúng buồn bã bản thân eden đứng quan sát cũng không thôi chạy lòng được catherine an ủi bọn trẻ lấy lại được niềm vui mặc thử trang phục do catherine thiết kế sau đó cùng nhau tạo dàn hợp sướng đồng thanh hát bài ca giáng sinh lòng dạ sắt đá khi chứng kiến cảnh các cô cậu bé đang hát cũng phải tan chảy eden còn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ sở hữu trại trẻ và catherine họ sẽ phải đóng cửa trước mùa xuân do thiếu kinh phí từ các nhà tài trợ catherine thở dài trở nên lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ mồ côi chúng sẽ đi đâu về đâu khi ngôi nhà duy nhất của chúng đóng cửa tâm trạng Eden cũng dối bời, khi đó cô được linh hồn hiện tại nhắc cũng đã đến giờ họ nên quay lại. 3 giờ sáng Eden nhận được chuyến viếng thăm cuối cùng của linh hồn thứ ba, người sẽ đưa cô đến tương lai của mình xem điều gì sẽ xảy đến nếu hiện tại cô vẫn không thay đổi tính cách của mình. Eden đã sẵn sàng lên đường qua cánh cửa để chứng kiến hậu quả trong tương lai của cô, sau khi sa thải những người bạn làm việc cho mình. Eden bị một nhà thôi miên tiếp cận, cố tình phá hỏng sự nghiệp của cô. Trong giờ trình diễn Eden đang hát opera thì cô kêu lên như một con gà. Tiếp theo sau đó cô lại bị con mèo và những con chó chạy tông vào người. Nhục nhã trước toàn bộ khán giả, con đường sự nghiệp cũng vì vậy mà tù dốc không phanh. Từ một nữ diva đầy tham vọng cô trong tương lai đã mất danh tiếng và trở nên nghèo khó, ăn mặc rách dưới, sống trong ngôi nhà tồi tàn, ngay cả bữa tối của Chu Dầu Quýt là một con chuột cũng bỏ trốn. Eden không chấp nhận sự thật, không hài lòng vì cái kết này linh hồn tương lai liền sử dụng quyền trượng ma thuật của mình liền cho mở cửa sổ, để gió lạnh lùa vào mang một tờ rơi bay đến. Eden tương lai nhặt lấy và đọc, đó là một tờ rơi quảng cáo cho studio thời trang mới nhất của Catherine. Sau khi bị Eden sa thải, cuộc sống của cô ấy lại phất lên như diều gặp gió, không giống như Eden hiện giờ lâm vào cảnh khốn cùng. Eden tương lai nghĩ đây là một dấu hiệu giúp cô đổi đời, không giống như Eden nghĩ. Sau khi trở thành một nhà thiết kế thời trang giàu có và nổi tiếng, cô ấy đã trở nên kiêu ngạo coi thường người khác y hệt như Eden trước đó. Sau cú sốc đó Eden tương lai đến nơi, Catherine vẫn vui mừng ôm trầm Eden đến thăm, nhưng Catherine từ chối giúp đỡ Eden. Thậm chí còn nói lời cay đắng với cô, Catherine cũng kể sự việc sau khi mình bị sa thải, do không còn tiền quyên góp cho viện trẻ mồ côi nữa. Cô đã phải ra khỏi thị trấn trong nhiều tháng, vào thời điểm có được ít tiền cô quay trở lại thăm và định nhận nuôi một cô bé đi khập khiễng thì hay tin chạy mồ côi đã sớm đóng cửa cô đi cùng tìm kiếm mọi người khắp nơi sau cú sốc đó catherine cũng tập trung vào bản thân hơn sự nghiệp của cô cũng ngày một phát triển cho thấy rằng châm ngôn về thế giới ích kỷ của eden là đúng cảm thấy nhục nhã không đợi catherine đuổi eden cũng tự khắc rời đi nể mặt tình sư nghĩa cũ catherine quang vội cho eden chiếc khăn choàng rể rách mà eden phải vật lộn trong thời tiết giá lạnh đuổi theo cái khăn khiến cô té ngã mới lấy được con mèo chu cố tình ở lại cũng nhận lại được cái kết su bị tống cổ ra khỏi nhà catherine giờ thì không một ai giúp cô được nữa eden phải sống cuộc sống cơ cực hết quãng đời còn lại không chấp nhận tương lai như này eden hứa với linh hồn tương lai mình nhất định sẽ thay đổi eden giật mình tỉnh giấc không rõ những gì xảy ra tối đêm qua là mơ hay thực nhưng eden đã chứng tỏ bản thân biết ăn năn hối cãi cô tận hưởng buổi sáng vui vẻ cùng chu gieo và lên kế hoạch tặng quà cho những người bạn của mình buổi sáng những người bạn đã sớm đến nhà hát tập vượt cho màn trình diễn eden vẫn không bỏ được cái thói hét lớn khiến mọi người giật mình nhưng tính cách của cô đã thay đổi hoàn toàn từ thái độ gắt gỏng giờ đây eden rất quan tâm mọi người cô cho phép họ nghĩ lễ giáng sinh về thăm gia đình tặng họ những món quà giáng sinh họ ao ước nhất mà chưa có tiền để mua ai nấy cũng đều bất ngờ với sự khác lạ đó eden còn thưởng hầu bao hậu hĩnh cho tất cả mọi người vì đã giúp đỡ cô trong một năm đi sâu vừa qua biết được tình cảm của nhà ảo thuật gia với catherine eden có lòng tốt cũng đẩy thuyền cho hai người họ ai cũng có quà trừ catherine nhưng eden hứa sẽ dành món quà lớn nhất dành tặng cô sau màn trình diễn eden tạo bất ngờ cho những đứa trẻ tin mừng đó là eden đã chi tiền để mua lại viện trẻ mồ côi cho tu sửa và tài trợ nuôi dưỡng tất cả bọn trẻ ở thị trấn Eden cũng tốt bụng tặng hết tất cả những món quà chúng yêu thích, đó là món quà tuyệt vời nhất Eden dành tặng người bạn thân nhất của mình khiến Catherine vô cùng cảm động. Eden cuối cùng cũng học được tinh thần giáng sinh là yêu thương và lan tỏa niềm hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh. Eden cũng nhắc Catherine nhớ chính quả cầu tuyết này đã làm cô thay đổi, đồng thời nó cũng là một minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu của cô và Catherine. Cô cũng hứa với Catherine sau này sẽ truyền quả cầu lại cho con cháu đời sau biết câu chuyện của mình, nhắc nhở chúng tinh thần giáng sinh yêu thương. Ảo thuật ra đến đón Catherine và Eden rời đi, tuyết dày chắn ngang đường khiến chiếc xe rất khó di chuyển. Ba linh hồn trong quả cầu tuyết liền xuất hiện, minh chứng những điều Eden thấy tối qua đều là sự thật. Họ giúp chiếc xe ngựa biến đổi thành chiếc xe trượt tuyết mở đường Catherine và Eden rời đi. Khép lại câu chuyện, Kelly đã có cái nhìn khác về Giáng sinh, đồng ý theo babi đến dự dạ tiệc quyên góp. Cô bé cũng nhận ra quả cầu của Eden được truyền cho con cháu đời sau, cũng chính là babi và Kelly. Phim khuyến khích tha thứ, sự cởi mở và chia sẻ với những người xung quanh, cho thấy rằng mùa lễ không chỉ là thời gian nhận quà mà còn là cơ hội để trao đi tình yêu và sự quan tâm. Đến đây thời lượng phim cũng đã hết rồi. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và theo dõi kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn nha. Hẹn gặp lại bạn trong các video sau.